cõi hồi qua càng nghe lời của mẹ vừa an thế nào. Thấy con sương gió dạt dào, vì quyền vì lợi vì nào sống mê, cho nên đạo lý không về, lao đao lận đận trần mê tham sầu. Tai vàng mẹ nghe màng lầu, nhìn trong cuộc thế một màu an thương. Thấy đời nhạt vẫn tơ dương, sao không tìm chốn hẳn nương sát trần. Nghe lời Phật thánh tiên thần, tu hiền sửa giả nhờ thân quân tàn. Chờ ơn huệ chiếu thiên đàng, cứu cho nhân thiện quân tàn thoát nguy. Hạ quân nhiều việc ly kỳ, mẹ khai đạo lý nước thì thiện tăng. Nhớ con lý mẹ tuôn dầm, thương con mẹ chịu dập bằng đắng cay. Dân con lòng mẹ hoài, bạch hình trẻ dãi lụy gài khó ngân. Mẹ công nữ phải đưa chân, nam nhi mẹ đợi tưng bừng không qua. Vào thì mẹ thượng đai ngà, đến trường cầm ngọc đài qua phụ hoàng. Trường xanh đơn quệ đôi hàng, đạo thiên đức mẹ màu hoàng ban cho. Hạ quân mẹ thả tự đò, mặt tình nhân thiện lạnh dò sửa sang. Nhớ giờ bạch mã lên đàn, dưới trần con chịu muôn ngàn đớn đau. Nam phong đưa lọ dược đào, diệt bùi chia sớt cùng nhau đỡ lòng. Thân con như mầm phụ hồng, sáng trần trao sữa dung trồng nở hoa. Kê vàng trội dòng thiên nga, bồ khai tam nghiệp hằng xa tiên thần. Lâm phàm đi khắp xa gần, coi thần giữ bản phong thần bao nhiêu. Cuộc đời nhiều nỗi tiêu điều, thân người dường thế như diều trôi sông. Khuyên con nam nữ sửa lòng, mẹ ngồi mẹ đợi mẹ trong mẹ chờ. Dành con lĩnh thân lỡ đời, lỡ đi lỡ ở lỡ giờ thành công. Thấy con tơi tả bụi hồng, cho nên mẹ mở công đồng thượng ban. Tự con sửa chi lên hoàng, đời cùng mẹ thả mầm sàng thánh tiên. Là giờ lòng lửa thánh hiền, con tim nên nhớ mẹ hiền thở than. Ai mà
về lành sắc niết bàn long dân ngũ sắc thầm thần hào quang đức Phật rồi trần tịnh mê. Con nào thương mẹ quay về, con tiên thì phải giữa kề nghe tiếng. Nghe rồi em chỉ cần chuyên đồng chung để bước qua duyên dự kỳ. Thương con lao khổ ly bầy như con mẹ phê cũng ly xuống trần. Quý nhẫn chào toàn thể quý Phật tử đang xem live stream của Minh Duyên Quý Nhẫn. Chúc quý vị có một đêm thật là hạnh phúc, an vui, vạn sự cát tường và tâm lòng hướng thiện. Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 17 tháng Giêng, ngày mai 18, trưa mai mọi người nhớ cúng mẹ. Lễ cúng mẹ đầu tiên của tháng Giêng, 18 tháng Giêng nha. Xin chào Đức Thiện, chào Trịnh Tiền, chào Nguyễn Thọ, chào cô Phượng, chào Phùng Lê Khánh Vi, chào Kim Định, chào Lê Phương. Rất nhiều mọi người đang xem live stream. Hôm nay mọi người có gì vui không à? À, chỗ Kim Định hôm nay có đắt khách không à? Dạo một phút trần gian lai đau, tưởng con đi con biết đường về. Chào cô Tây Tiền Giang. Quê mình tiên cảnh bồng lai, ai quên ai nhớ quê mình nhà xưa. Nhớ quê sinh ra tu hiền, tu cho quay lại chốn xưa mẹ.
đông đầy quê xưa. Trở về nơi chốn bồng lai, nơi mà mẹ ở tháng ngày đợi trông. Thương con nơi chốn trần hồng, ngày đêm thương nhớ ấm bồng con lớn. Nguyện cầu mẹ ở cung son, nghe lời con trẻ tim non quay về. Thôi con, mình tu học Phật, mình hiểu Phật, mình tu theo mẹ, mình hiểu mẹ, soi để làm gì ạ? Ráng cố gắng phấn đấu, làm việc thiện, hành việc thiện, tu theo Phật, tu theo mẹ, công đức viên mãn về bên mẹ, không cần phải soi ạ. Cách ly an tâm, mình người con Phật con mẹ có bề trên che chở. Qua cơn bị cực tới hồi thế lai, không có ai phá và hại được mình à. Rồi mọi việc sẽ trôi qua mau chóng thôi, tất cả sẽ được bình an và thuận lợi. Dù cho gian khó không màng, con ơi cố gắng nguyện cầu thiên liên. Lòng kính Phật, Phật trời che chở, tâm có mẫu mẹ sẽ chở che. Thương con nơi chốn trần hồng, một lòng tôn kính mẹ thầy cụ ngôi. Dầu cho trăm đắng ngàn cái, dầu cho bão có phong ba không sợ. Nhất tâm hướng thiện tu hiền, ngày sau đành cũng tiếng mẹ chờ. Chào tiếng nguyện, chào tiền nguyện. Cảm ơn mọi người còn nhớ và thương quý vị nhận, mặc dù cũng ít có lên livestream nhưng mà mọi người còn nhớ như vậy là quá quý. Tất cả cũng xin tùy duyên thôi ạ. Quê cung cạnh ngồi chờ con trẻ, dạ tất lòng thành khẩn nguyện lên. Ơn trên mẹ phong điện thiên, cho con của mẹ hữu duyên thành miền. Cho con biết nẻo tu hiền, quê xưa chốn cũ đài tiếng mẹ chờ. Lại xin mẹ từ bi hạ hài, độ con trần hết thải biết tu. Mỗi ngày một phút công phu, dù cho nắng sớm mưa thu không sợ.
dòng gió bão giông không sợ. Đắng cay cam phận của mình, quên ba mã pháp sân trình thưa qua. Thưa với mẹ trần na con chán, đã sai rồi con quyết sửa tâm. Trở về với mẹ chương tòa, cầu xin mẹ rước mẹ đưa con hiền. Cầu xin mẹ dắt tay lên, cho con của mẹ thiền môn tu hiền. Quy cung cần trở về với mẹ, chốn ơn ba học chữ y tờ. Chào Sông Di, chào Tiến Nguyễn, chào Trần Minh, chào Trương Tân Trương Minh, chào ẩn sĩ. Tu đâu phải vào chùa thi pháp, cạo tóc râu bạc áo cà sa. Tương rao hai bữa cho qua, tu là chỉ con ra
bị ngàn kiếp giờ con soi. Đây thuyền giải thoát ai đòi, mẹ thương mẹ thả con coi mà tâm. Con ơi đừng tưởng sai lầm, được ta đeo cánh mẹ cầm trong tay. Ai mà lòng giả một ngày, thiên đình mẹ sẵn bằng ngay gương thầm. Con nghe lời thế ân cần, cho rằng mẹ mến của trần con thơ. Mang tiếng đơn quê mẹ chờ, mẹ đâu có mến bụi nhớ nam thầm. Nghe rồi con nở dạ đành, trường sanh mẹ đợi con lành thượng ban. Mẹ đâu có mến bạc vàng, mến con gượng mở từ thoảng nhắn đi con. Đường ngay con ráng lo tròn, bàn lòng nẻo chẳng con còn con xem. Thương cùng khắp cả chị em, gượng đi rồi mẹ ráng đem con về. Ngày nào đạo lý giữa kề, đêm đêm con sửa lòng mê cho thành. Khi ba mẹ hiến mạng lành, chờ con đắc đạo công thành đi tên. Hồi này con ráng bước lên, đặng coi nhân thiện đề thơ rất nhiều. Thấy con nam nữ dập dìu, nhưng mà đạo lý chưa nêu bàn vàng. Mẹ lo con kể pha tràng, cho nên mẹ mới dập ngàn ra đi. Điện vàng mẹ mãi sầu bi, mẹ sầu con trẻ lỡ thi là rồi. Ngày nào phẩm dĩ con hồi, tờ sen cổ phẩm ai ngồi đợi con. Ngồi trong đôi mắt ngồi mòn, tuyết mài lễ đợp con còn nhớ không. Mẹ kêu nữ phai má hồng, đời này là buổi long đong tai nạn. Kêu con mắt mẹ lệ tràn, miệng kêu mà lũy hai hàng thương rơi. Ráng tu thể xác con còn, ráng lo đừng để hao mòn thể thân. Ráng nghe Phật thâm tiên thần, ráng thương giùm mẹ nhâm dần. Tìm ai lệ đợt trước mày, mẹ tìm nam nữ gái trai hồi này. Nhìn đời lê thứ phơi thay, thương con mẹ phế đài mấy lắm phàm. Cuộc trần quân hạ luôn đàm, mẹ xin con nhớ lầu lam là nhà. Quê mình trên cánh tiên đàn, xin con nhớ mẹ
trong con mẹ thổ huyết hồng, mà con nở giả đoạn lòng sao con. Mẹ lo thân thể con mòn, mẹ sợ con sống sống còn thương quên. Mẹ khuyên bớt giận bớt hờn, dành tâm rồi mẹ khải đàn con nghe. Chào Đô La Dương, chào Lê Hoa. Quên tàn mong tở màn thế, mẹ khuyên nam nữ ráng nghe mẹ mừng. Quê nhà mắt mẹ lụy rưng, mẹ thương con mẹ biết chừng nào vui. Cung vàng mẹ mãi nằm ngồi, khi vào trướng ngọc nào vui hiệp ngàn. Con ơi quên hẳn quê nhà, con đành để mẹ lễ quà sương cô. Chào cô Nga thân yêu. Đời còn khi rẻ tiên thần, cho mẹ xuống thế khuyên dân lời tài. Thương con tai nạn còn dài, mẹ đâu hưởng lợi thật tài con thơ. Đài son ca tía còn chờ, cung vàng điện ngọc màn thơ sành dành. Dạ gần 10 giờ rồi, Nguyễn nhận chúc cho mọi người ngủ ngon và có một buổi tối an lành. Ngày mai đón một ngày mới thật ấm áp. Mọi người nhớ ngày mai là ngày Kỷ Mậu, là ngày Mậu, ngày 18 tháng Giêng, là ngày lễ cúng mẹ đầu năm. Mọi người nhớ buổi trưa đốt nhang thay nước để cúng mẹ. Chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn an lành, dạng sự các tường như ý nha. Bữa nay mừng quá, không có ai kêu soi canh khỏe quá. Rồi, xin chào tạm biệt nha. Tối mai chúng ta hẹn gặp nhau tại đình Phú Nhuận ở thành phố Hồ Chí Minh nha.